Ngày 14 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 6 tháng 3 năm Giáp Thìn, quý thiện nam tín nữ khắp các tỉnh thành và khu vực thành phố Hồ Chí Minh tập trung về chùa Hoàng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật một ngày. Buổi sáng, quý thiện tín Phật tử phân tập về các giảng đường để cùng bước vào thời khóa niệm Phật, kinh hành và tụng giới. Sau thời khóa công phu, Ni Sư Thích Nữ Như Lan, Phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện Cao Lãnh, trụ trì chùa Hưng Thiền, tỉnh Đồng Tháp, Quang Lâm Giảng Đường, chia sẻ pháp thoại đến đại chúng qua chủ đề Thuyền về Bến Giác. Con xin mạng phép mượn lời Phật dạy trong bài Kinh Tăng Chi Bộ tập 2 chương 4 Pháp để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử đây qua đề tài Thuyền về Bến Giác. Kính thưa quý vị, để trích dẫn lời Phật dạy trong bài kinh Tăng Chi Bộ tập 2 chương 4 pháp phẩm sợ hãi này thì trước tiên con xin tặng cho quý vị bốn câu thơ và bốn câu thơ này là của thi sĩ Đoàn Như Khuê. Bốn câu thơ đó trong bài thơ Bể Thảm. Bể Thảm mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi thuyền ai ngược gió ai xuôi gió ngoảnh lại cùng trong bể thảm thôi qua kinh tăng chi bộ tập 2, chương 4 pháp phẩm sợ hãi Đức Phật chỉ ra bốn điều đáng sợ cho những ai đang chèo chống con thuyền đời của mình đi về bến giác, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Một, sợ hãi về sống. Đức Phật ví dụ cho sự phẫn nộ, sân giận khi đối trước một hoàn cảnh không vừa ý, không vừa lòng. Hoan hỷ đón nhận dù thuận duyên hay nghịch duyên đến. Vì chúng ta biết rõ, tất cả đều là nghiệp quả ta đã tạo ra. Hai, sợ hãi về cả xấu. Để chỉ cho sự tham ăn uống, đừng vì khoái khẩu mà ta nhẫn tâm cướp đi mạng sống của loài chúng sanh, oan oan tương báo, gây thù báo oán từ đời này sang đời khác. 3. Sợ hãi về dòng nước xoáy Để chỉ cho danh lợi ngũ trần lục dục, chúng ta phải thấy được vị ngọt của ngũ dục như mật ngọt trên đầu lưỡi dao, nó vô cùng nguy hại. Chúng ta đừng để mình mê nhiễm hồng trần mà biến mình trở thành kẻ nô lệ cho danh lợi tình tiền. 4. Sợ hãi về cả dữ Để chỉ cho người khác phái, sự tham nhiễm sắc dục ái dục đối với người khác phái là sợi dây vô hình trói buộc, làm ta thối thất đạo tâm, chìm đắm trong biển sinh tử luân hồi. Chúng ta là người đệ tử Phật, hãy ý thức rõ ràng, thực hành lời Phật dạy, cẩn thận chờ lái con thuyền đời, vượt thoát biển khổ, luân hồi sinh tử. Buổi chiều, sau thời khóa niệm Phật, quý Phật tử cùng thực tập tình tọa trước khi ra về quý phật tử nhận một phần quà pháp bảo